Mới đây, Công an tỉnh Hà Nam và các lực lượng chức năng điều tra khám phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng với tổng số tiền là gần 1 tỷ đồng. Hai đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, bao gồm Bùi Thanh Đức sinh năm 1998, trú tại xã Mừng Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên và An Phương Thảo sinh năm 2000, trú tại phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội. Thủ đoạn của Đức Thảo là thông qua mạng xã hội mua các tài khoản ngân hàng, tạo gian hàng ảo trên trang thương mại điện tử, giao bán hàng với giá rẻ hơn trên giá thị trường. Và khi nhận được tiền chuyển khoản của người mua thì các đối tượng chặn số điện thoại, hủy tài khoản mạng xã xã hội để hai bên không thể liên hệ được với nhau. Bước đầu, thì Công an huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đã đấu tranh làm rõ. Từ tháng 4 năm 2022 đến nay, Đức Thảo đã lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của nhiều người bị hại trên địa bàn cả nước. Hiện thì Công an huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đang tiếp tục điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Công an huyện Điện Biên Đông tỉnh Điện Biên vừa chủ trì phối hợp với Cục Hải quan tỉnh phá thành công chuyên án 622C, bắt một đối tượng và thu giữ hành vi vận chuyển trái phép nhiều bánh heroin ngày 16 tháng 7 tại khu vực bản Cang, xã Triềng Sơ, huyện Điện Biên Đông, lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Lầu A Co chú tại bản Háng Tàu, xã Triềng Sơ đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Thu giữ tại hiện trường là 10 bánh heroin, 18.000 viên ma túy tổng hợp. Lầu A Co khai nhận là mua số ma túy trên của một đối tượng ở Myanmar đang mang đi tiêu thụ thì bị bắt giữ. Hiện lực lượng chức năng đang hoàn tất thủ tục để xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, thời gian qua một số thanh niên của xã Hồ Thầu, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã nghe lời chào mời quảng cáo trên mạng xã hội nên đã sập bẫy đi làm việc nhẹ hưởng lương cao và cuối cùng thì gia đình đã phải nộp tiền chuộc cho đội lừa đảo gần 100 triệu đồng để được trở về với quê hương. làm việc tại khu công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh, nhưng tin và nghe theo lời quảng cáo trên mạng xã hội với lời hứa làm việc trên máy tính với mức lương cao, em Tần Sài đã bị lừa đưa sang Campuchia để nhận việc. Khi sang tới nơi, những công việc nhẹ nhàng lương cao là thực hiện các chương trình trên mạng. Khi không làm được việc, Sai bị đe dọa và bị ép gọi về cho gia đình, bỏ ra số tiền gần 100 triệu đồng để chuộc mình về. Cho em ở Bắc Ninh xong được nhắn tin trên mạng, xong mình làm rồi họ đi đưa đón sang Campuchia em không biết làm em bảo bố em cho về lúc đầu là lấy con đi làm thì cứ tưởng là làm ở dưới Bắc Ninh thì được tiền nhưng mà lại gọi điện về cho bố mẹ gia đình thì bố gia đình lại phải đi vay cho tiền là một trăm triệu gia đình bây giờ thì rất khó khăn Huyện Tam Đường trong thời gian qua có 6 trường hợp bị kẻ xấu lừa sang Campuchia lao động. Riêng tại xã Hồ Thầu có 4 trường hợp người nhà phải chuyển tiền chuộc người thân về. Tất cả các gia đình đều có hoàn cảnh khó khăn nên để có số tiền lớn đều phải đi vay mượn, thậm chí bán cả đất đai để lấy tiền chuộc con về. Ủy ban xã đã chỉ đạo các cái cơ quan chuyên môn phối hợp với các ngành để tập trung để điều tra để lắm cái tình hình để từ đó thì xã đã chỉ đạo các cái bộ phận nhân môn để tăng cường xuống tuyên truyền các bản. Qua những vụ việc như trên, các cấp chính quyền cần quan tâm sát sao, tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên về những thủ đoạn, phương thức hoạt động của tội phạm này, để không bị các đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo, sập bẫy, lừa việc nhẹ, lương cao. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho những thanh thiếu niên thiếu hiểu biết, nhẹ dạ cả tin vào những lời quảng cáo trên mạng xã hội về tuyển dụng lao động, để rồi tiền mất, tật mang.